Vân Mai xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam với đề tài Báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam và những biến cố chính trị tại Trung Đông với nhà báo Phạm Trần. Trong chương trình này, ông Phạm Trần sẽ giải thích tại sao tạp chí Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mượn lời một tác giả Mỹ thiên tả để lên án Hoa Kỳ nhúng tay vào các biến chuyển ở Trung Đông. Và sau đây, Vân Mai xin mời quý vị theo dõi với nhà báo Phạm Trần. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình này, chúng tôi xin thưa chuyện với quý vị về vấn đề thông tin của báo chí Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các biến cố đã và đang xảy ra tại Trung Đông. Cái vấn đề thứ nhất tôi xin thưa chuyện với quý vị là trong suốt thời gian có những cuộc khủng hoảng ở tại Tunisia từ tháng 12 và sau đó lan sang Ai Cập, khiến cho hai ông tổng thống của nước này, một ông tổng thống phải bỏ chạy là ông tổng thống Ben Ali ở bên Tunisia phải chạy ra nước ngoài. Ông tổng thống thứ hai cai trị nước Ai Cập 30 năm trong một cái chính sách được gọi là chính sách khe khắt và độc tài là ông Hosni Mubarak, là một đồng minh cật ruột của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông. Thưa quý vị, lý do tại sao là bởi vì nước Ai Cập không những là đồng minh cật ruột của Mỹ, là một nước 79 triệu người dân, nước lớn nhất Hồi giáo ở vùng Trung Đông. Thứ hai là chính Ai Cập và Do Thái đã ký kết thỏa hiệp hòa bình với nhau sau cuộc chiến tranh giữa Hồi giáo và người Do Thái năm 1967. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ lúc nào cũng bảo vệ nước Ai Cập, tất nhiên là phải bảo vệ người cầm quyền. Tuy nhiên, trước áp lực của người dân thì ông Tổng thống Hosni Mubarak đã phải từ chức vào ngày 11 tháng 2 vừa qua, sau 30 năm cầm quyền. Vậy thì báo chí Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam thông tin như thế nào? Tôi có thể nói với quý vị, điều thứ nhất, tất cả báo chí bên Việt Nam, kể cả các website của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, đều loan tin đàng hoàng. Không có xuyên tạc, không có bình luận. Tuy nhiên tôi xin thưa chuyện với quý vị lý do tại sao họ làm như vậy. Cái lý do thứ nhất, theo quan điểm riêng của tôi, thì họ muốn chứng tỏ với người Việt Nam, nhất là người Việt Nam ở nước ngoài, rằng Việt Nam có tự do báo chí. Cái điều thứ hai, họ muốn chứng tỏ với người dân trong nước và thế giới biết rằng chúng tôi hoàn toàn nắm vững tình hình an ninh. Chúng tôi không sợ sệt có bất cứ một cái biến cố nào của người dân liên quan đến những cái biến cố tự phát của người dân ở tại vùng Trung Đông. Hai điều đó, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn chứng minh cho thế giới và cho người Việt Nam trong và ngoài nước biết rằng họ nắm vững cái tình hình an ninh. Vì vậy, họ không sợ hãi gì những cái cuộc nổi dậy của người dân ở bên Ai Cập cũng như các nước Trung Đông sẽ ảnh hưởng tới người dân Việt Nam. Hai cái mục tiêu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong một cái bài bình luận của Mỹ Tâm ở trong tạp chí Cộng sản, cái tạp chí Cộng sản này là cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái cơ quan thông tin và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một cái cơ quan ngôn luận có tính cách lý luận và phần lớn là các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ở mọi cấp phải đọc cái tạp chí này. Vâng, thưa quý vị, cái bài của người tác giả tên là Mỹ Tâm này đó, thì không có chỉ nói riêng đến các cuộc nổi dậy của người dân ở tại Tunisia hay là tại Ai Cập, mà đề cập cả đến những cái biến cố của người dân nổi dậy ở tại một số các nước trong thế giới Hồi giáo đang diễn ra. Cái bài của ông, của cái người Mỹ Tâm này đó, thì không hoàn toàn là của tác giả, mà đã mượn lời của một tác giả người Mỹ. Cái tác giả người Mỹ này là ông William Engel, là cái người chuyên môn viết những cái bài báo có tính cách kích động, có tính cách khai thác những cái điều mà không có ai có thể kiểm chứng được ở trên một cái website gọi là Chiến tranh
và hòa bình. Cái bài của cái ông Indo này, tôi không thấy có bất cứ một cái tờ báo nào khác đã trích hay là dịch ra để mà đăng tải trên các cái tờ báo của Việt Nam, hay kể cả báo của nước ngoài. Là bởi vì trong cái nội dung của cái bài báo này thì đã hoàn toàn đổ tội cho Hoa Kỳ, cơ quan CIA và các cái tổ chức được gọi là tổ chức không chính phủ, tức là vô chính phủ. Cái tổ chức, những cái tổ chức này chẳng hạn như cái tổ chức Rand Corporation hay là tổ chức yểm trợ dân chủ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các cái cơ quan khác có liên hệ đến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Kể cả cái tổ chức gọi là tổ chức Freedom House, được tạm dịch là ngôi nhà tự do. Cái bài báo của cái ông này cho rằng tất cả những cái tổ chức đó đã làm việc với tòa Bạch Ốc, cơ quan CIA và của các tòa đại sứ ở tại các nước Ả Rập từ lâu rồi. Kể cả những cái người phát động những cái cuộc biểu tình chống đối ở tại Ai Cập cũng đã làm việc với những cái tổ chức này từ lâu rồi. Đó là những cái điều mà ông Indo tiết lộ. Tuy nhiên, ông không đưa ra được những cái bằng chứng nào. Cái vấn đề đặt ra trên cương vị làm báo là đối với tôi, khi tôi trích dẫn lời của ai, thì tôi cũng phải kiểm soát lại và kiểm chứng lại xem rằng những cái lời đó có đúng hay không. Ngược lại, người tác giả tên là Mỹ Tâm này đã dịch lại một phần và đã đăng ý kiến của mình vào trong cái bài bình luận trong một cái tạp chí được gọi là tạp chí của cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, tờ Nhân dân, tờ Quân đội Nhân dân, tờ Sài Gòn Giải phóng hay các website khác của báo Việt Nam đều không hề đăng lại cái bài của cái tác giả Mỹ Tâm này. Vậy thưa quý vị, cái bài này nói cái gì? Như phần đầu, tôi đã nói với quý vị là cái bài này chủ tâm là lên án CIA, lên án Hoa Kỳ đã đạo diễn toàn diện trong những cuộc nổi dậy của người dân ở tại Tunisia. Trong thực tế, chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy rằng có những bàn tay của Hoa Kỳ hay không có bàn tay của Hoa Kỳ. Tôi chỉ nói về khía cạnh thông tin và báo chí trong cái bài báo đăng trong tờ tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà lại đi lấy một cái bài mà của một cái người tác giả có rất nhiều tai tiếng trong lĩnh vực truyền thông ở trên các mạng Internet. Tại sao tôi nói như thế thưa quý vị? Cái tác giả ông William Indo này lại là thuộc tổ chức và là người cộng sự của ông Lyndon LaRouche, là một người có rất nhiều tai tiếng trong chính trường Hoa Kỳ. Cái tổ chức của ông Lyndon LaRouche là một cái tổ chức chuyên môn đi moi móc những cái chuyện đời tư, những cái chuyện ở trong hậu trường của chính phủ Hoa Kỳ mà không ai có thể kiểm chứng được để mà đưa lên trên mặt báo, để mà phổ biến ở trên các mạng Internet, gây cho hoang mang dư luận. Ông Lyndon LaRouche đã bị tù một thời gian. Mà có một cái điều nữa là ông là cái người đã ra ứng cử tổng thống một số lần, nhưng không lần nào được quá 8.000 lá phiếu. Tôi xin tạm ngưng tại đây và xin trở lại phần 2 của chương trình. Các Liên đoàn Hướng đạo Việt Nam miền Nam California xin kính mời quý trưởng, quý phụ huynh và các quý hội đoàn tham dự buổi lễ chào cờ đầu năm mừng xuân Tân Mão vào ngày Chủ nhật 27 tháng 2 năm 2011 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Huntington Central Park, số 18.000 Golden Web Street, California. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc trưởng Phạm Đỗ Thiên Hương, số điện thoại 949-285-2703. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
Hội Asian Americans for Change trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự hội chợ y tế miễn phí vào ngày Chủ nhật 6 tháng 3 năm 2011 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại trung tâm cộng đồng Biloxi, số 591 Howard Avenue, Biloxi, Mississippi. Mọi chi tiết xin liên lạc Annie Nguyễn, số điện thoại 228-238-9184. Câu lạc bộ văn học nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn, nhà Việt Nam trân trọng thông báo. Xin mời các bạn trẻ tham dự cuộc thi viết văn xuôi bằng Việt ngữ với đề tài những kỷ niệm về Tết của em. Hạn chót nộp bài 31 tháng 3 năm 2011. Xin gửi về địa chỉ 4412 Bam Street, Annandale, Virginia 22003. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với bà Lê Thị Nhị ở số điện thoại 240-401-8698. Đáp lời mời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhóm trẻ 117, xin mời các bạn trẻ ở khắp năm châu tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 24 tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011, để cùng nhau cầu nguyện và tuyên xưng đức tin. Mọi chi tiết xin liên lạc Linh Mục Nguyễn Hoài Trường, số 813-323-2390, Linh Mục Trần Công Dành, 973-626-5156.